Hello, xin chào chị các bạn. Hôm nay quay cho anh chị xem Nokia 6822A. Đó. Còn mười mấy cây nha anh chị. Con này á, ngày xưa nó Nokia thiết nó thiết kế á là để cho những người mà chuyên nhắn tin mỗi ngày á, nhắn tin đó rất là dễ lẹ. Tại vì cái thời điểm mà năm 2020 mấy á, là cái thời điểm là đâu có Zalo, Facebook như bây giờ. Bây giờ là chụp hình, quay phim, là gọi thoải mái, miễn phí, đúng không? Còn hồi xưa là Nokia biết là chỉ nhắn tin thôi, cho nên nó thiết kế bàn phím để cho anh chị khách ngày xưa nhắn tin đó. Nếu mà các anh nào mà thời đó là xài điện thoại rồi đó là phải nhớ nhắn tin mỗi ngày, một ngày có thể tốn 200-300 ngàn tiền cạc là bình thường, đúng không? Yêu quá mà nhắn mỗi ngày cứ nhắn xong mà tự nhiên ra mua cạc 100-200 nhắn tiếp đó là vậy. Rồi đây, thằng Sáu là email cho anh chị xem Nokia 6822A. Anh chị lưu ý là trên mạng á, trên thị trường á sẽ có nhiều nơi có bán cái này, nhưng mà nhớ nè, đằng sau mà email mà ghi 6822B á nha, 6822B nha, B là không có sóng nha anh chị, nó sẽ xài được. Ví dụ mà mình mua vô, mình gắn mở sim lên có sóng bình thường, nhưng mà mình đi một vòng khu vực á là nó sẽ mất sóng, có sóng mất sóng, tại vì cái máy đó là không có được xài Việt Nam đó. Cho nên nhớ là mua là phải để ý, không mua đã giống như là ra chơi lên mấy chợ tốt, mua đã hẹn ra gặp uống cà phê cái giao rồi lúc là ngồi bến có sóng, alo khoái đưa tiền xong mình không gặp nữa, giải tán là mất tiền thôi, nhớ là vậy. Rồi ok, mở sim thử. Cái này nắp pin nha, nắp pin là như vậy đó, nắp pin nó như vậy, thấy không? Bây giờ mình khui ra, mình gắn pin vô, cục pin là nó như vậy nè, đó vô khẽ đó, bỏ vô, bẻ xuống, mở nguồn lên. Cái con này á, nó chức năng y như là 6001 vậy á, nhưng mà tại nó là không có tiếng Việt nha anh chị. Cái máy là hồi xưa không có tiếng Việt và cũng không ai chạy tiếng Việt được đó. Chức năng y như 6001, chụp hình thử coi. Ôi xuất sắc, cái năm đó mà chụp hình như là dữ rồi nha anh chị, hàng hiếm á. Rồi ok, ai mua em bán làm hình nền luôn đó. Giờ mở ra em coi năm sản xuất máy nha. Sao thăng 0000 thăng đó, vậy không, 14 tháng 1 năm 2004. Cái điện thoại cổ ngày xưa á anh chị, khi mình kiểm tra mã đó, nó không có ra đời máy đâu nha. Có nhiều anh mua máy bên em á, lúc mà mua những cái máy trắng đen á, kiểm tra lúc mà đi giao tới cửa hàng ở bên giao COD á, tới tiệm á, tới nhà á, bỏ sim vô, mở nguồn kiểm tra coi phải Trung Quốc không đó. Sao thăng đây, ví dụ như vậy thì nói ôi máy người ta có đời máy của gàng, máy này không có gì, ghi toàn là cái mã gì NHL9 hay gì nè, là máy Trung Quốc rồi chứ làm gì máy xịn mà nó như vậy, đúng không? Thực tế là bây giờ nè, Nokia mới bây giờ á thì anh chị kiểm tra là ra hết đời máy hết, nhưng đời cổ ngày xưa nó chỉ ra cái vẹt phần mềm thôi, những cái mã đó là cái mã vẹt mình coi phần mềm thôi đó. Nè ví dụ đi, hồi nãy là mình kiểm tra là ngày tháng phải không, cái chữ ghi là NH9 phải không, thì đó nó ghi là dưới đây không nè, NH9 vậy thôi chứ không có gì đó. Nokia ngày xưa là vậy. Để mở nguồn lại, con này rất là độc nha anh chị đó. Nhắn tin anh đang làm gì đó, đi nhậu không đó, vậy. Rồi ok, bây giờ em vô thử vô chuông nghe lớn không nha. Con này không có tiếng Việt, cho là ai quen mới được xài, mới gần mới xài được quen. Theo cảm nhận em á thì rung mạnh nè, chuông lớn đó, này đó, này lớn thấy không, rung mà tơi nó kêu máy ẹ luôn biết rồi đó. Chức năng thì nó y như 6001, bỏ sim là nghe gọi xài, sạc chui lớn, đây là tai nghe. Và cuối cùng giá em bán là 1,5 triệu một cây nha anh chị. Hàng zin nguyên bản 6822A, 1,5 triệu một cây.
Đó, buổi tối. Buổi tối nè, mở đèn, tắt đèn, mở đèn, tắt đèn. Ok. Anh chị nào mua liên hệ bên em nha. Cảm ơn chị xem clip.